Quang xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Sơn Quài Vlog. Ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 4, Sơn Quài Vlog xin được chia sẻ video clip của bạn trai Đồng Bằng TV về lễ đưa tang bà Phan Thị Mỹ Ngọc, người mẹ xấu số đã không may bị người con nghịch tử của mình chặt đầu đem bỏ vào thùng rác, gây chấn động dư luận những ngày qua. Như quý vị cũng đã biết, vào sáng ngày 30 tháng 3, người dân sống trong hẻm 29 phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nghe tiếng la hét thất thanh từ một căn nhà. Thời điểm đó thì có một cô gái chạy từ trong nhà ra ngoài để kêu cứu. Bên trong nhà thì một nam thanh niên đang cầm hung khí, và cạnh bàn máy may trong nhà là một người phụ nữ. Thi thể đã không còn nguyên vẹn, còn người nam thanh niên có biểu hiện thiếu tỉnh táo, cố thủ bên trong la hét. Thưa quý vị và các bạn, đó là một câu chuyện hết sức đau lòng xảy ra tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày qua thì người dân vẫn bàn tán xôn xao về câu chuyện đó. Một người con mà mẹ đã dứt ruột đẻ ra, nuôi lớn bao nhiêu công chăm sóc để cho con khôn lớn trưởng thành. Nhưng đến tuổi khôn lớn trưởng thành, con vẫn mải chơi, nêu lỏng, không chịu tu chí làm ăn. Người mẹ cũng vì thương con và lo cho cuộc sống của con cũng như gia đình thì có mắng và la dạy con, thì người con lại không hiểu được điều đó và không kiềm chế được bản thân, đã ra tay với chính người mẹ đẻ của mình. Thật là quá xót xa đau lòng cho gia đình của bà Phan Thị Mỹ Ngọc. Bà Phan Thị Mỹ Ngọc sinh năm 1967. Khi bà ra đi, bà hưởng dương 57 tuổi đời. Ngày hôm nay đưa tiễn bà về nơi an nghỉ cuối cùng, rất nhiều người đã tập trung về đây chứng kiến giây phút đưa tiễn bà lên xe tang. Rất nhiều người đã không cầm nổi nước mắt bởi sự xót xa thương tiếc cho số phận của người mẹ xấu số đã sinh ra một đứa con nghịch tử. Ai cũng mong rằng cuộc sống của chúng ta khi sinh con ra thì mong cho các con mạnh khỏe, khôn lớn rồi trưởng thành, xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc, và cũng là để sau này khi tuổi cao sức yếu thì có thể được lương tựa, được dựa trông. Nhưng đối với bà Phan Thị Mỹ Ngọc thì thật là quá bất hạnh khi bà đã vất vả nuôi con đến ngày hôm nay, chưa mong gì con báo đáp cho mẹ, chỉ mong người con của mình tu chí làm ăn và tìm kiếm một công việc để có được một cuộc sống ổn định, và sau này con sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc thì người mẹ mới yên lòng. Nhưng cũng không thể nghĩ rằng chính người con của mình lại ra tay tàn độc với mẹ như vậy. Ai nghe thấy câu chuyện cũng đều rùng rợn và cảm thấy quá xót xa cho số phận của bà. Từ trong nước cũng như ngoài nước, khi mọi người nghe được câu chuyện đó, ai cũng phải thốt lên rằng sao cuộc đời lại có một người con như vậy. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, giây phút này thì tiễn đưa bà Phan Thị Mỹ Ngọc về nơi an nghỉ cuối cùng, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho bà ra đi được thanh thản và sớm được siêu thoát. Những ngày tháng khổ đau của bà trên trần thế giờ đây đã không còn, bà đã yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Mong rằng bà sẽ an nghỉ và sẽ bớt khổ đau khi phải sống cùng với một người con mà không có hiếu và bất nhân bất nghĩa như người con Lê Văn Vàng của bà.